số 3 hay... Anh này, làm cái gì thế? Anh này. Mình ra chỗ khác nói chuyện. Theo em. Mấy năm rồi, không chỗ nào anh không sục tìm, mà vẫn không tìm nổi em. Em cũng bất ngờ quá. Ngay sau vụ Võ Triệu, em phải bỏ trốn, kẻo sợ chúng trả thù. Vậy mấy năm rồi, em sống thế nào? Cực nhục lắm anh ạ. Chúng hành hạ em đủ điều. Đứa nào dám làm gì em? Không, cái số em nó thế. Sau khi thoát khỏi tay Võ Triệu, em đã tính bỏ nghề vĩnh viễn. Nhưng đừng khóc nữa, bây giờ đã có anh ở bên em rồi. Em biết anh thương em, nhưng anh lúc nào cũng phải lùi trốn. Em phận gái lạc loài. Không thể ngồi đây chờ chết được. Tao nghĩ bọn cớm sắp mò tới đây rồi. Từ từ, chịu khổ nằm chờ ít lâu. Bây giờ mà thò mặt ra thì chết cả nút. Em nghĩ khác. Chính lúc này bọn công an nghĩ mình sợ, không dám làm gì. Ta tranh thủ làm quả lớn rồi biến. Cũng có lý, nhưng phải tính thật kỹ. Nếu quả này thắng, chúng ta sẽ rời khỏi đất này. Bởi vậy vốn phải thật trường để lập nghiệp ở đất mới. Em biết có một nơi làm ăn khá dễ. Hôm nọ đi với thằng Chiến, nó thành thạo chỗ đó lắm. Mày nói đi xem nào. Đó là công ty đá quý. Mày rủ thằng Chiến rồi phải không? Đời nào, em mới thăm dò thôi. Lần trước nó biết em thử, nó từ chối ngay. Chưa chắc nó đã đồng ý. Mà xác nó. Thằng ấy được đấy. Nó có hỏi gì về tao không? Chưa một câu nào nó hỏi về sếp. Thằng đấy không khoái làm ăn trong băng đảng. Thế mày thuyết phục nó tham gia lần này được không? Quả này lớn lắm, cần thằng giỏi, nhanh nhẹn. Em sẽ cố gắng á. Mẹ kiếp cái thằng ấy, làm mất kỳ giờ của bố mày. Toàn với bùn cả mà cứ làm cao. Mai đi luôn đi. Nhớ là không còn nhiều thời gian nữa đâu. Phải hết sức cẩn thận. Anh Dũng. Bác. Chào anh. Thế mà anh cứ tưởng anh em mình không bao giờ gặp nhau nữa. Nào ngờ. Cảm ơn em đã cứu anh. Anh nói gì khách sáo thế. Anh em mình tình nghĩa hơn ruột thịt. Ơn nghĩa này kiếp sau không trả hết. Nỡ đâu anh gặp nạn, em lại ngồi nhìn. Lâu nay nghe nói em đã đi xa, nhưng sao em biết anh gặp nạn? Chuyện đó rồi em sẽ kể sau. Nào, anh em mình uống bát rượu nhạt mừng hội ngộ. Mời anh. Em bị truy đuổi gắt quá nên anh phải nằm im, chuyển hướng. Thay tên đổi dạng, bảo kê cho mấy đường dây buôn lậu lớn, kiếm sống yên thần. Anh tính, thời buổi này ai người ta dùng ba cái trò cướp bóc. Bởi thế em vẫn tường tận việc làm của anh. Chính bọn đàn em của em nằm trong vụ xuất đồng của Võ Bình, nên em mới biết anh gặp nạn và tổ chức cho chú Tư cứu anh. Giỏi, giỏi thật, đáng mặt bậc đại bảng. Anh quá khen. Nào, giờ anh tính sao? Anh không biết phải làm thế nào.
chỉ chài cũng hết sạch cả rồi. Anh cứ nghỉ ngơi ít hôm cho lại sức, rồi em sẽ lo tiền cho anh. Tạm của anh trong lúc này không sống nổi ở đây đâu. Có lẽ anh phải dạt vào Nam một thời gian. Mày! Đại ca, mẹ kiếp! Hôm qua công an nó cho vào đồn, tưởng nó đi tàu suốt, ai ngờ chỉ bị phạt hành chính. Ta đi đâu hả sếp? Đi đâu thì chưa tính, nhưng vài ba hôm nữa phải chuồn khỏi đây, công an nó lùng ghê lắm. Không biết giờ này anh Tử ở đâu nhỉ? Tử thằng nào chưa lộ mặt đi tìm nó về. Tình hình này phải kiếm ít tiền mà chuồn lẹ thôi, không trụ ở lại đây được đâu. Anh hứa với em bao lần rồi, hay là lời nói gió bay, anh không thật lòng yêu em? Cần phải trả bao nhiêu tiền cho chủ để em đi khỏi chốn này? Em cầm lấy tiền, trả hết nợ nần, rồi rời khỏi cái nơi nhơ nhớp này đi. Số tiền này không cứu được cuộc đời em. Em cần có anh, chỉ có anh mới đưa em ra khỏi chốn này. Anh muốn lắm chứ, anh cũng thèm khát có một gia đình thực sự. Nhưng muộn mất rồi. Anh không thể. Bà ơi bà, bà có nhôm nhựa đồng trì với lại dép hỏng bán không? Không có. Bà ơi bà, con là Xến đấy mà. Xến à, mày không sợ bị bắt mà còn dám vác mặt về đây? Con có ít tiền biếu bà. Anh bác anh gửi cho bà. Không, tao không lấy đâu. Kìa, mẹ, con xin mẹ. Không, thằng bác bây giờ ở đâu? Dạ, ở xa lắm mẹ. Mày mà không nói, tao la lên bây giờ. Kìa mẹ, nhưng mẹ biết để làm gì? Tao biết, để tao còn đi thăm. Ấy chết, mẹ làm thế công an họ bám theo thì chết tụi con. Thế mày có nói không hả Sến? Vâng, con sẽ nói. Sao về khuya vậy? Thế nào, mẹ tao có khỏe không? Dạ khỏe ạ. Cụ có vẻ tươi tỉnh. Vậy hả? Dạ. Thế bà ấy không khóc chứ? Dạ không. À, mẹ cứ đòi đi gặp sếp đấy. Sao? Mày chỉ chỗ cho bà ấy à? Dạ. Mày nói như vậy là ngu. Không sao, mày nói như vậy là dở rồi. Uống đi, không sao. Uống đi mày, uống đi. Đúng là một lũ ăn hại. Viên hồng ngọc của tao đáng giá tỷ bạc chứ phải ít đâu.
Bọn em đâu có ngờ nó lại táo tợn đến thế. Vừa thanh toán tiền cho khách xong. Cấm mồm! Mình này thằng bạn để nó phóng mất. Đúng là đồ ăn hại. Nó chủ động nổ súng trước, cướp viên đá rồi vù ngay. Cấm mồm! Tao sẽ tính nợ với chúng mày sau. Có đúng là nó bị thương thật không? Rõ ràng mắt em nhìn thấy chân nó giỏ máu. Em còn lần thấy được vết máu của nó cơ mà. Vậy mà đến đây lại mất hút. Chúng mày chia làm hai túp. Mày đi theo đường này vào thị trấn. Còn thằng này theo tao, mau lên. Vâng. Bác à, sao lại đến cơ sự này? Mày có nhận ra tao không? Ôi, anh Du, cứu em. Tướng cướp Bắc Đại Bàng xa cơ, nhờ Lê Dụ thất thế cứu giúp, hay thật. Em đang bị bọn Võ Triệu săn đuổi, chúng sắp đến nơi rồi. Anh cứu em, Bắc Đại Bàng này sẽ không bao giờ quên ơn anh. Võ Triệu, ta sẽ cứu chú, nhưng không phải vì được đền ơn đâu nhé, mà là vì... Em hiểu rồi, Bắc Đại Bàng này, thế sẽ gắng sức trả mối thù trước kia cho anh. Võ Triệu đã cướp cơm chim của ta, rồi đến lúc ta sẽ tính sổ với nó. Nào. Ông làm gì ở đây đấy? Chú không thấy anh đang giải quyết nỗi buồn à? Ông có thấy Bắc Đại Bàng qua đây không? Tội mò thế này đến cái của tao còn chẳng thấy nữa là Bắc Đại Bàng. Kiếp, tao nghi thằng này lắm. Có khi thằng cha... Nhưng trên xe có gì đâu. Này, ra đây mà xem. Mày thấy gì chưa? Mẹ kiếp, chẳng nhẽ thằng Bắc nó độn thổ à? Đau lắm phải không? Thế là thoát rồi. Chịu khó chút nhá.
cứu mạng, em nguyện sống để bụng chết mang theo. Đừng nói vớ vẩn, nằm im nào. Này, không bóp được bọn Hận Tình, hoặc đuổi cổ chúng nó đi, thì chúng mày phải chuồn cho lẹ. Nếu không, bọn công an cũng mò tới. Làm sao anh biết được? Nhưng thằng ngu này đã nói với mẹ tao rồi. Tư, dạ. Mày cần bao nhiêu đứa để hốt bọn Hận Tình? Em chỉ cần 4 đứa là đủ rồi. Đúng, chỉ cần 4 đứa tụi em là đủ. Đại ca cứ yên tâm ạ. Được. Nhưng cẩn thận, nếu không xong việc thì đừng vác mặt về đây nữa. Dạ xin đại ca cứ yên tâm ạ. Yên tâm, yên tâm. Mày chỉ được giỏi cái lỗ mồm. Chủ quan là chết nghe con. Sếp ơi, Tư Đen nó về. Ra bảo nó vào đây. Sếp ạ. Tao tưởng mày tan thây với bọn Hận Tình rồi. Dạ, không ngờ bọn nó rời võ thế ạ. Tưởng bọn nào. Hóa ra mấy thằng trai con chuyên đi cả khỉa, mà cũng làm mày vãi đái ra như thế à. Chỉ được cái giỏi lũ miệng. Không cút ra ngoài kiếm cái gì mà ăn đi. Ngồi lù lù mà đống như đống cứt. Cứ như thế này thì người ta sẽ giết anh mất. Anh Bắc, anh nghĩ lại đi. Hay là anh ra đầu thú? Cái gì? Đầu thú à? Tại sao bọn công an lại biết? Nói đi! Không tôi sẽ giết cô! Sao cô ngu ngốc thế? Tôi đã yêu thương cô, đã chiều chuộng cô, vậy mà cô lo phản bội tôi! Hả? Nói đi! Em xin anh mà, em thương anh thật lòng mà, anh Bắc. Em muốn chúng mình thoát khỏi cuộc sống này. Công an đã sai cô làm việc này phải không? Có phải không? Em xin anh, em xin anh. Cũng chỉ mong anh thoát khỏi cảnh tội lỗi nên em mới làm thế. Không ai sai em cả. Nói. Bình tĩnh. Xin anh. Trong cái thằng Dinh. Rõ. Ai? Có phải cái thằng đã cứu cô ở nhà Hoàng Âu An không? À? Nói nào. Anh Bắc. Cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Bắc Đại Bàng, đầu hàng đi. Khách sạn đã bị bao vây chặt, anh không còn đường thoát đâu. Nếu đầu hàng, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. À, chúng mày vào đây. À, chúng mày vào đây. Chết thì cùng chết. Bác Đại Bàng, anh hãy đầu hàng đi. Anh Bắc, em thương anh thật lòng mà anh Bắc. Không. Anh đừng làm như thế anh Bắc ơi. Chúng mày vào đây. Anh Bắc. Chúng mày đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Đi đi. Em xin anh, anh đừng làm như thế. Anh muốn chết, em sẽ chết cùng với anh. Anh bảo cơ. Em xin anh.
Làm sao đưa cô Dinh ra? Chú ý hết sức cẩn thận. Cô ra! Cô! Không, em xin anh! Em xin anh! Không! Anh Bắc ơi, anh Bắc. Đưa cô ta đi rõ. Bác Đại Bảng, anh hãy nghe chúng tôi. Mở cửa ra đầu hàng đi. Anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đâu? Đợi bọn chúng ra khỏi quán rồi mới hành động. Cho bia chân nhá. Làm được mấy cốc bia đi. Nào. Rồi, tất nhiên. 100% nhá. Nào. Sếp, ba chủ ngon quá. Ba chủ đâu? Chấm ngon quá mày à. Dạ, các anh cần gì ạ? Cần bà chủ. Chồng em duyên dáng quá. Xin lỗi anh, tôi đang bận. Ơ kìa, đứng lại đã nào. Đi đâu mà vội thế? Anh bỏ tay ra. Không bỏ đấy. Tôi nói anh sao em lại nỡ làm trái tim anh tan nát hả? Cẩn thận bọn tư đen. Anh thôi cái trò ấy đi. Ông chán làm ăn ở đây rồi à? Người ta là đàn bà, vì khốn khó nên mới phải đến đây làm thuê. Vừa mới đùa một tí mà anh Giai đã cáu rồi. Thôi, tiền đây. Về nhá. Về đây bọn mày. Về đây. Bọn mày dám làm ăn cho khu vực của tao, khôn hồn thì nộp lại tất cả. Mày chịu khó lại đây, tao đưa cho. Công an đang đuổi phía sau kìa. Lên đi. Ôi, bọn này mày vớ vẩn. Thằng này, phán. Dạ vâng. Tại bọn mày, đèn thi. Tại gì bọn em, ảnh một cười. Chủ quán đâu? Cho chai rượu. Quất, bọn tôi đang. Quất Lê, tao muốn nói chuyện với mày. Đây là cơ hội cuối cùng. Lần sau tụi tao không khoan nhượng gì hết. Tại sao mày cứ quấy rầy bọn tao thế? Mày nên nhớ, bọn tao không tranh cướp gì với bọn mày cả. Có đấy, những chuyện cũ bỏ qua, nhưng đất có thổ công, chúng mày phải biến khỏi đây ngay. Mày ra lệnh cho bố mày đấy à? Chọn đi, nếu không đừng trách chúng tao độc ác. Mày nên nhớ, sếp tao không muốn phải tự ra tay. Mày nói cái gì? Tụi này!
đi. Anh lên một này ơi. Ai đấy? Mẹ, con đây, bác đây. Bác, trời ơi thằng bác. Mẹ ở nhà thế nào? Hổ thân con tôi. Mẹ, con đói quá. Nhà còn gì ăn không mẹ? Còn con ạ. Sao con lại về được? Con trốn chạy về đây. Hả? Trời ơi, sao con dại thế? Con lỡ đánh chết người, bị xử tù 3 năm là phúc dày rồi. Sao con dại thế con ơi? Con không chịu nổi. Một ngày ở tù con không chịu nổi. Khổ. Con còn trẻ nên không hiểu gì việc đời cả. Đánh chết người là tội nặng lắm. Cũng vì tự vệ nên con được ở tù ít thế. Còn bây giờ con định thế nào? Bác, con nói cho mẹ nghe nào. Con về chào mẹ rồi sẽ đi thật xa. Trời ơi, đi đâu được hả con? Lưới trời lồng lộng, ở đâu con cũng nợ cái án giết người kia. Làm sao cho thoát được hả con? Con biết thế, nhưng con không thể. Con nghe mẹ đi con. Con còn trẻ, rồi mẹ sẽ đưa con về trại. Cải tạo 3 năm, thời gian có là mấy đâu con. Mẹ xin con đây. Mẹ, có người, người ta đến bắt con đấy. Chết, bác ơi, nghe mẹ đi con. Không, con lạy mẹ, con là đứa bất hiếu. Mẹ hãy để cho con đi. Không, bác, con ơi. Không con. Không à. Uống nước đi. Thế con ăn cơm chưa? Con ăn rồi à. Lần này con về ở hẳn với mẹ chứ? Không được mẹ. Con về thăm mẹ một lúc. Được con đi. Sao vậy? Mày không thương mẹ à bác? Mày còn định đày đọa mẹ đến bao giờ nữa? Mẹ, không thương mẹ mà còn lặn lội đêm hôm về đây thăm mẹ à? Không, mày không thương mẹ. Mày có nghe lời mẹ dạy bao giờ đâu. Mày là đứa con bất hiếu. Mẹ, Mày bất hiếu này. Mẹ tha tội cho con. Mẹ có sao không? Con là đứa bất hiếu. Bác ơi, con sống mà như đã chết rồi.
Mẹ đau lắm con ơi. Mẹ tha thứ cho con. Bây giờ con phải đi. Tỉnh thoảng con sẽ về thăm mẹ. Nếu con đi, mẹ sẽ chết ngay. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại làm thế? Mẹ làm như thế này là mẹ giết con. Bác, mẹ không thể sống mà chờ đợi con mãi như thế này được. Thôi, đầu tú đi con. Mẹ sẽ cố gắng làm ăn để nuôi con đi tù. Như thế vẫn còn có mẹ có con. Mẹ, tội của con thì phải đáng chết. Con sống thế này có cơ mỗi năm về với mẹ đôi ba lần. Nhưng nếu con bị bắt thì vĩnh viễn con phải xa mẹ. Con, mẹ đừng uống thuốc. Mẹ thương con thì mẹ đừng uống thuốc. Con ơi, đã nhiều lần mẹ nghĩ đến cái chết. Mẹ đã mua sẵn thuốc, nhưng mẹ lại đợi con để nhìn thấy con một lần nữa. Nhưng mà khi con về thăm mẹ, con đi rồi, mẹ lại muốn sống. Mẹ, con phải đi. Con lạy mẹ. Kìa, con lạy mẹ. Bác, bác đại bàng, anh hãy nghe sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đầu hàng đi, bác đại bàng. Ở trên đây nguy hiểm lắm. Không ngại. Kìa đâu, bác không tôi lên nói được đâu mà. Kìa bác, mặc tôi không. Bác không được đâu bác ạ. Không được bác ạ. Bác ơi, con có nghe thấy mẹ nói gì không? Bác ơi. Kìa, bác không vào được đâu. Nếu con thương nguy mẹ nguy hiểm lắm thì con hãy mở cửa ra. Bác hãy nghe lời mẹ. Không vào được đâu, nguy hiểm mở lắm. Mở cửa ra bác ơi. Con ơi. Bác lui ra đi, ở đây nguy hiểm lắm. Bác, cảnh cứ để cho tôi vào. Không vào được đâu bác, rất nguy hiểm. Kìa bác, nguy hiểm lắm bác ạ. Bác ơi, nghe lời mẹ đi con. Bác, con đừng làm thế. Đưa lựu đạn đây cho mẹ. Con, mẹ đi tìm con suốt mấy tuần nay rồi. Con ơi, mẹ, đưa lựu đạn đây cho mẹ. Không, không thể được đâu mẹ ơi. Muộn mất rồi. Không thể đừng được. Chỉ rời tay con là nó sẽ nổ. Bác, hãy nghe mẹ đi con. Đừng gây thêm tội ác nữa. Con bác vẫn thương mẹ lắm cơ mà. Mẹ con. Anh bác, anh hãy đưa nó cho tôi. Con hãy đưa cho anh ấy. Đừng để cho nó nổ. Bác ơi, con mẹ, con tôi. Em loài. Chuyện gì thế? Có băng vượt Hải Phòng vào. Bọn này liều lắm. Mày biết bọn nó à? Biết. Bọn này là băng hận tình. Chúng là thằng Quất, gọi là thằng Quất Lì. Chúng đào búa Hải Phòng. Bọn nó bị đứt ở ngoài, dạt vào đây mấy hôm rồi. Bọn con nít muốn vào tù chắc. Quất Lì to con, có vẻ chịu chơi dữ lắm. Em thấy nó chơi bọn tám số rồi. Bọn này làm nhặng sĩ lên, không khéo lại lụy đến mình. Em đã định báo cáo cho đại ca mấy lần, nhưng mà sếp không chịu. Sao vậy? Bệnh tương tư mà. Tôi không gặp con Dinh, tâm trạng lắm, không thiết tha chuyện gì hết. Thôi đời,
cứ vào gái là toi, mà cũng tại mày cứ leo lọc cái mồm mẹ kiếp. Vô đây. Này, uống đi anh. Này. Ơ kìa, anh rủ uống với em ly này nữa. Buồn quá anh ạ. Thôi, chú say rồi, tôi cũng không uống được nữa đâu. Càng uống càng buồn thêm. Đại ca. Đại ca. Em sẽ lo nhanh vụ tiền, rồi đưa anh đi. Mẹ kiếp. Sao chú không đi luôn? Thì anh biết rồi còn gì. Nếu không phải vì bà già em khăng khăng không chịu, thì em đi lâu rồi. Chết thật, anh xin lỗi. Mẹ bây giờ thế nào rồi? Bà già em vẫn khỏe, bà vẫn khăng khăng từ em. Em buồn là buồn ở chỗ đó. Anh tính mình là thằng hư hỏng, tay nhúng chàm kể làm gì. Nhưng phận làm con, phải chi mẹ em khuất núi rồi thì đã đành một nhẽ. Kìa bác. Đằng này em bất hiếu quá. Anh rất hiểu. Anh từng có một gia đình, giờ tan nát cả, thân bại danh liệt. Sống chui lủi thế này mới càng thấm thía. Không gì bằng gia đình cả. Thôi xem, nói chuyện ấy buồn lắm. Uống đi, uống đi anh. Nào. Uống các em, uống cho quên đời. Mời anh cả. Rồi uống đi. Hôm nay anh bắt cho uống thoải mái. À, sến. Anh bóc. Uống đi nào. Tránh ra. Nó là nội thân vàng, còn mày thì nhậu khướt cổ bợ. Anh bác ơi, có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Bọn cướp sục vào vò mình. Thì sao? Dạ. Tao đã biết trước kết cục đó, nên mới chuyển gấp về đây. Ờ, nhưng... Có gì lạ đâu. Có thân thì phải lo thôi. Nhưng em thấy nó cứ dần dần thế nào. Ở đây gần thành phố đông người mới an toàn. Ngốc à. Phải ở ngay tâm bão, vì chính ở đó sức gió bằng không. Hiểu chưa? Uống đi. Uống với tao đi mày. Thôi đi, anh bác đừng uống nữa. Tao thì nhớ bà già quá. Xến này, mai mày tìm cách ghé thăm bà ấy, cố gắng đưa cho bà ít tiền. Vâng. Em xin anh à. Thằng chó chết, mày biết vì sao tao đánh mày không? Em biết. Dạ, em chốt dại ạ. À. Ngu hết sức. Tại sao mày làm loạn ở ngoài phố? Tao dặn mày, mày nhớ kỹ chưa? Dạ, em biết rồi ạ. Nhưng có một bọn vừa Hải Phòng vào, nó làm loạn lên, em ngứa mắt không chịu được. Nếu không dặn mặt nó trước, nó cướp công trình của mình có ngày ạ. Bọn nào? Băng Hận Tình ạ. Vào lúc nào? Vào hơn một tuần nay rồi. Ai nói cho mày biết? Dạ, chính mắt em trông thấy nó gây lộn ở ngoài phố đấy ạ. À, mà chuyện này thằng Sến biết rõ đấy ạ. Sến đâu? Sến, Băng Hận Tình vào cả tuần nay rồi, sao mày không báo cho tao biết?
Dạ, em định báo mấy lần, nhưng thấy đại ca buồn. Mẹ kiếp, làm ăn kiểu này, có ngày chết dục cả lũ. Nói đi xem nào. Nếu con không về thăm, mai tranh nghèo không người sửa sang khu vườn. Buồn quá. Tư này, tối nay tao với mày đến chỗ em Dinh nhé. Dạ, em xin sếp, hồi này bọn cá lùng dữ lắm ạ. Mà bọn Hận Tình làm ầm ĩ lên, rất dễ lụy đến mình. Theo em, sếp không nên ra ngoài lúc này. Mày tính với bọn chó ấy thế nào? Xóa sổ bọn nó cái giọt cho xong. Việc này chỉ cần mình em là đủ. Không được, phải điều tra kỹ đã. Anh Bắc, tối nay bọn Hận Tình tổ chức ăn uống ở hàng phở Hà Nội để ra oai. Chắc không mày? Chắc ạ. Tối nay tập trung toàn bộ lực lượng dàn mặt chúng nó ngay tại quán phở Hà Nội. Dạ. Cứ như thế đã. Mày. Dạ. Chỉ huy vụ này. Đại ca cứ yên tâm. Còn mày, cứ theo sát chúng nó. Dạ. Có gì báo ngay cho thằng Tư. Dạ. Thôi đi đi. Vâng. Em đi ạ. Em đi đại ca. Khoan đã. Dạ. Phở Hà Nội chỗ nào mà tao không biết? Gần bến xe, mấy tháng trước anh em mình ăn rồi còn gì. Hàng quán bây giờ là nơi dễ sa sẩy nhất đấy. Cẩn thận. Sếp đà nghỉ quá. Dạo này công an vây nhà tao ghê quá. Mày về nhà đón đường gặp mẹ tao. Dạ. Đưa cho bà ít tiền. Dạ. Lựa cho khéo khéo nhá. Vâng. Em đi. Em đi ạ. Mẹ kiếp, tao đã nói với mày rồi, cái sầy này cái ung. Em đã cố ngăn rồi, nhưng không có chịu nghe đâu. Ừng bỏ mẹ, chết là phải. Còn di lụy đến bạn bè, rõ là làm phúc phải tội. Khổ thân anh ấy, nhưng chết còn mày chán. Anh nói sao? Cái gì ạ? Đề dụ chỉ giỏi mánh mông làm ăn thôi. Bảo tay bọn cứng, nó củ nhẹ là phun ra hết. Từ này, không hiểu sao bọn cớ nó mò ra nhanh thế. Em không biết. À, thì ảnh truy nã ông dụ dán khắp nơi khắp chốn. Không phải thế. Tao ngờ có thằng chỉ điểm. Hay là trong nội bộ mình. Anh đã nghỉ quá. Nội bộ thì em đảm bảo mà. Tôi chết, bỏ mẹ em ngu quá. Thằng chó chết. Dân võ biển như mày xưa này, ai khen khôn mà ngu mới trả dại. Thôi, nói đi, có chuyện gì? Lúc ông Dụ về, có lầu nhỏ với em về chuyện gặp lão Triệu. Ngồi im. Hôm nay tao đến đòi nợ mày đây. Anh Bắc. Anh Bắc, bình tĩnh. Cầm rồi. Bác đại bàng, tôi không nợ nần với anh đâu. Ân oán giữa chúng ta đã sòng phẳng rồi mà. Ân thì hết, oán thì chất chồng. Đồ chó. Mày hại anh Dụ, lại còn tính gộp cả tao vào đó nữa. Bác đại bàng này, phúc còn lớn lắm, chưa đến lúc trà tay vào còng đâu. Không, anh nhầm rồi, tôi... Cầm mồm. Tao sẽ tính nợ với mày đây. Cướp! Im ngay! Bắt một cái cướp! Cướp! Bị mồm nó lại! Chạy đi đâu? Đi đâu? Con kia nữa!
Chào chị. Vâng, chào chú. Chú mua gì hay là bán? Không, tôi không mua gì cả. Tôi muốn gặp ông chủ. Dạ. Ông Phát ơi, có khách này. Anh ra đây. Thế nào ông Phát? Quyền Bắc này rồi à? Bắc? Trời ơi, Bắc Đại Bàng. Ôi. Tôi đến để đòi nợ ông đây. Cứ bình tĩnh, ngồi xuống. Còn bà, muốn sống thì đứng im và làm việc bình thường đi. Ơn có đầu, nợ có chủ. Ông nhớ là nợ tôi những gì chứ? Chuyện đã cũ rồi, tôi xin anh. Nợ nần thì phải trả, đó là luật đời. Có điều, đối với ông, tôi sẽ rộng lòng hơn. Anh cần gì ạ? Tiền hoặc máu, tùy ông chọn. Vâng, vâng, vâng. Hình đen. Đứa đây. Thôi, đủ rồi. Nếu báo công an, lần sau không chỉ có thế này đâu. Ôi, cướp, cướp. Thả lên lá nhá. Ê, chủ quán ơi, cho chai bia lạnh đi. Dạ, vâng ạ. Đốc đời ơi. Đốc đời ơi. Bác có lấy viên nữa không ạ? Không, vừa lấy 20 bao rồi. Bác ơi, người đẹp thế kia mà bác đỡ từ chối ạ. Em ơi, cho anh cái bật lửa đây. Chưa thấy nó đâu, đừng đi xa nhé. Hàng hóa thế này, nghèo nàn bán chát cái gì? Thôi bên đây. Này, thằng đánh con. Trời ơi, mày lại dám đánh giày cho tao như thế này để hả? Chúng ta chồng xin ạ. Này, hả? Mày dám nói nhau với tao không? Hả? Sao mày bắt ra thằng kia? Bố láo nhỉ? Thế mày có biết tao là ai không? Hả? Này, con chó. Tao thách cả hội nhà mày. Nhớ, nhớ chưa? Cút! Rồi mày sẽ biết tay tao. Con có muốn làm ăn đây nữa không? Hả? Hay là muốn gặp công an? Phản đi! Thằng này đi! Nhanh lên! Đi! Công an đến đi! Đến đây! Lên xe đi! Công an đang đuổi phía sau kìa! Lên đi! Nào cũng có cái sướng, cái khổ. Cậu chiến khá lắm, vâng. Đặc biệt là ý chí. Vâng. Chúng tôi chịu ơn thầy nhiều lắm. Nhờ có thầy mà nhiều trinh sát của chúng tôi đã thành danh. Thầy cầm hộ. Thế nào, tốt chứ? Dạ, so với thời sinh viên thì em tốt hơn nhiều. Nhờ thầy em đấy. Khá lắm. Tôi già mất rồi.
Chiến này. Dạ. Để đến đón cậu về có việc gấp. Thế ạ? Khi nào về hả anh? Chiều nay, sau khi làm lễ bái thầy. Dạ. Tất cả quý vị, nhanh lên, bỏ vào ngoài tay ra. Đi, nhanh lên, nhanh lên, bỏ vào ngoài tay ra. Nhanh lên, con này, bỏ ra. Đi, nhanh lên, bỏ ra, thằng này. Cả đồng hồ nữa. Cứ quậy là chết. Đi, lên. Đưa ra đây, nhanh lên. Con này nữa. Đi, con kẹo, nhanh lên. Tư tay đấy, không khéo có ngày nó bẻ giỏ tao thì nguy đấy. Anh Bắc, khoai lại nói vậy, em coi anh như cha. Thôi đi, cha con cái gì, cái nghề này bạc phước lắm. Vừa anh em cha cha con sau lại giết nhau ngay được. Đại ca bi quan thế, anh em mình đang thắng lớn, đại ca nói vậy anh em nó nản thì nguy. Nản con mẹ. Thấy tiền, đến chó cũng lao vào nữa là con người. Đại ca, đại ca, em có tìm vui cho đại ca rồi. À, tìm gì? Nói đi. Em tìm thấy Dinh cho anh rồi. Thật không mày? Sao lại không thật? Em tìm thấy cô ta đang làm ở nhà hàng bãi biển. Sao? Nhà hàng à? Vâng. Ê, khoan đã đại ca. Bãi biển mùa này đông khách lắm, mà đại ca xuất đầu lộ thì nguy. Đồng tao cũng có cách. Đi. Việc này. Ba chủ quán. Vâng. Hả? Mới đậu hả? Ngon này ăn phở 2000 mà lâu thế hả? Phấn. Phấn. Dạ vâng ạ. Dạ, anh cho em gửi tiền. Dạ vâng, của anh 5.000 ạ. Dạ. Ờ, nói quá rồi. Phở ấy hả? Được, được. Chủ quán, cho 4 bát nước béo. Khẩn trương lên nhá. Hết sức khẩn trương. Dạ, có ngay, có ngay ạ. À, thế chứ làm tặng đến mấy giới thiệu nhỉ? À, thì tất nhiên rồi. Ra ra thằng kia. Thằng kia này. Thằng này. À, được. Xinh quá, em quá. Thế nào mà hôm nay tất cả cái ta ăn đắng. Anh mừng gì ạ? À? À, cho xin một chai bia Hà Nội với lại bát Thái Trần đấy. Có ngay. Có khi ăn được. Phở nguội thế này, bố thằng nào mà ăn được hả? Con mày làm ăn kiểu gì đây? Con kia đây tao bảo. Dạ, em xin lỗi các anh. Các anh đến muộn lò tàn hết rồi ạ. À, lần sau như vậy thì đừng có trách nhá. Mày nhìn đều tao đấy à? Mày cũng được đấy. Nhưng ở đây không tiện. Hẹn mày ngã ba. Cẩn thận, tư đen có súng đấy.
Dạo này xinh thế. Hôm nọ anh chờ mãi không thấy. Không ra, quên anh rồi à? Xinh thế. Thôi đi. Bây giờ tao mới sờ tới mày. Chắc mày chưa biết bố mày là ai thôi. Chắc còn chán sống rồi con ạ. Mày có vẻ được cái mồm đấy. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của đứa mày. Mày! Chúng mày ngu thế? Tao có muốn làm ăn đấy nữa không? Hả? Hay là muốn gặp công an? Phản đi! Thằng này đi! Nhanh lên! Đi! Anh em chào đây!